Tại Tây Ninh vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ dồn từ đỉnh hướng xuống chân núi Bà Đen khiến người dân đang rất lo lắng. Từ chiều ngày 14 tháng 11, một số khu vực tại núi Bà Đen đã xuất hiện tình trạng sạt lở cục bộ do mưa lớn kéo dài suốt 2 tuần qua ở Tây Ninh. Rất may không ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Nguyên nhân mùa mưa năm nay ở Tây Ninh lưu lượng mưa lớn dẫn tới hiện tượng sạt lở cục bộ khu vực sườn núi phía sau chùa Bà thuộc núi Bà Đen. Sạt lở tập trung ở khu vực lưng chừng núi, tại một số nơi địa chất yếu, khu vực đá mồ côi. Khu vực sạt lở không thuộc phạm vi các công trình dự án đang xây dựng quanh núi Bà Đen.